Ở phần 2, chúng ta đã tìm hiểu về nguyên lý cơ bản và lịch sử phát triển của thâu ca mạc. Video đã đề cập rằng, đến cuối thế kỷ trước, sau khi tích lũy hàng chục năm dữ liệu của hơn 100 thiết bị từ nhỏ đến lớn, nhân loại về cơ bản đã tin rằng mình đã đủ khả năng chế tạo một thâu ca mạc, thực sự đạt được phản ứng nhiệt hạch. Thiết bị đó chính là ITER, lo phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm quốc tế. ITER là một dự án hợp tác quốc tế siêu lớn, tập hợp sức mạnh của Mỹ, châu Âu, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc cùng thiết kế và xây dựng Mục tiêu của ITER là một bước đạt được phản ứng nhiệt hạch với kêu lớn hơn năm, tức là bạn nạp vào một đơn vị năng lượng thì phải thu về ít nhất 5 đơn vị năng lượng đầu ra. Không hề phóng đại khi nói rằng ITER là thiết bị tổng hợp toàn bộ thành của nghiên cứu về phản ứng nhiệt hạch kiểm soát bằng từ trường trong suốt 50 năm của nhân loại, hiểu được ITER, tức là bạn đã nắm được toàn bộ công nghệ thâu ca mạc, dùng từ trường để khống chế nhiệt hạch. Vì vậy hôm nay, mình sẽ cùng các bạn đi sâu tìm hiểu về nó. Đầu tiên, nói qua một số thông tin cơ bản. ITER hiện đang được xây dựng gấp rút, Tại một thị trấn nhỏ gần Marseille, miền nam nước Pháp, tổng diện tích công trình là 180 ha với 39 tòa nhà, phải san phẳng cả một cổ đôi để thi công. Trái tim của dự án là tòa nhà thâu ca mạc, cao tương đương 7 tầng lầu, nơi đặt thiết bị phản ứng nhiệt hạch, chiều cao lò phản ứng 29 m, đường kính 28 m, tổng trọng lượng 23.000 tấn. Khi hoàn thành, ITER đặt mục tiêu đạt 3.000 dây phản ứng nhiệt hạch siêu dài, công suất nhiệt hạch 350 MW, với Q bằng 5, tức là một đơn vị năng lượng đầu vào, đổi lấy 5 đơn vị đầu ra, nếu Q đạt 10, ai tờ có thể mỗi lần chạy 400 giây với công suất 500 MW. Những con số này, bạn có thể tìm nhanh trên Google. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút ở video trước mình đã nói, ba chỉ số kỹ thuật quan trọng nhất của thâu ca mạc là bán kính lớn, bán kính nhỏ, cùng độ từ trường, ba chỉ số này quyết định thiết bị thâu ca mạc đó có thể đạt công suất đầu ra bao nhiêu và liệu nó có thể đạt tới điểm đốt hay không. Nếu bạn đọc đến đây mà thấy hơi choáng thì hãy quay lại xem video trước nhé, mình đảm bảo bạn xem rồi sẽ hiểu ngay. Ba chỉ số quan trọng của ITER là gì? Bán kính lớn, 6,2m, bán kính nhỏ, 2,0m. Cường độ từ trường, 5,3 tesla, lưu ý, tesla ở đây là đơn vị đo cường độ từ trường, không phải chiếc xe điện của Elon Musk đâu nhé. Dựa trên các thông số này, ước tính, thời gian giữ năng lượng của Iter có thể đạt 3,7 giây, nhiệt độ plasma sẽ vượt 200 triệu độ C. Vì vậy, Iter thực ra còn một mục tiêu nhỏ khác, nếu cố gắng hơn nữa, kêu có thể nâng lên trên 20 và đạt tới điểm đốt thực sự, tức là phản ứng nhiệt hạch tự duy trì, sinh ra đủ năng lượng để tiếp tục duy trì trình nó, đồng thời giải phóng một lượng lớn năng lượng ra ngoài. Nếu ai tờ đạt được bước này, chúng ta có thể tuyên bố ta thực sự khống chế được năng lượng nhiệt hạch. Vậy quá trình này trong ai tờ được thực hiện như thế nào? Chúng ta bắt đầu từ thứ quan trọng nhất. Từ trường, như đã nói ở video trước, bản chất của nhiệt hạch từ khống chế là dùng từ trường tạo thành một chiếc lồng từ, nhốt plasma bên trong, giữ nó ở nhiệt độ hơn trăm triệu độ để xảy ra phản ứng nhiệt hạch. Thâu ca mà có hình dạng như một chiếc phao cứu sinh để giam giữ tốt plasma, các đường sức từ bên trong phao phải được xoắn vặn thành hình dây thừng để tạo nên từ trường như vậy, cần ít nhất 3 nhóm cuộn dây. Một, cuộn dây từ trường vòng quấn quanh phao cửu sinh tạo từ trường vòng quanh hai ống sâu là nốt trung tâm một cuộn dây lớn nằm giữa trung tâm tạo ra dòng điện trong plasma dòng điện này sinh thêm từ trường làm các đường sức từ xoắn lại 3, cuộn dây từ trường cực đặt bên ngoài giúp nén hình dạng plasma theo ý muốn vậy trong ai tờ, ba nhóm cuộn dây này được bố trí như thế nào trước hết có 18 cuộn dây từ trường vòng, quấn quanh bên ngoài bùng chân không, các cuộn này rộng 9m, cao 17m, mỗi chiếc nặng tới 360 tấn, tương đương trọng lượng của một chiếc Boeing 747, tính ra, cả vòng là 18 chiếc Boeing 747 nằm kề nhau. Ở trung tâm, ống dây xoắn gồm 6 cuộn dây xếp chồng lên nhau, tạo thành một cột cao 18m và nặng tới 1.000 tấn, vì khi vận hành, khu vực này sẽ chịu những lực điện từ khổng lồ từ nhiều hướng khác nhau, nên nó được thiết kế thêm kết cấu đỡ đặc biệt. Sức chịu tải của kết cấu này lên tới 60 meganewton, tức gấp đôi lực đẩy của tên lửa Satan 5, loại tên lửa từng đưa loài người lên mặt trăng, muốn bẻ cong được nó, chúc may mắn, bạn cần phải buộc hai chiếc Satan 5 vào kéo cùng lúc. Tiếp theo, phía ngoài còn có 6 cuộn dây từ trường cực kích thước khác nhau, trong đó, cuộn nhỏ nhất đường kính 10m nặng 400 tấn, do Viện Vật lý Polatma, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc đảm nhiệm chế tạo. Nghe nói, để vận chuyển được thiết bị đến Pháp, người ta đã phải làm như thế này. Ở bến cảng Hồ Sào, họ dựng hẳn một nhà máy tạm thời ngay tại chỗ, để chế tạo cuộn dây. Sau đó, các cuộn dây được trở xuống sông Dương Từ bằng tàu tủy, rồi vận chuyển tiếp đến Pháp. Còn ở Pháp thì sao? Thành phố Marseille phải xây mấy hẳn một con đường siêu rộng để có thể vận chuyển các thiết bị khổng lồ này đến trụ sở ITER. Mà đừng quên, những món vừa kể vẫn còn nhỏ đấy. Ngoài ba nhóm cuộn dây chính, để kiểm soát tinh vi hơn đối với Plasma, ITER còn lắp thêm một hệ thống cuộn dây hiệu chỉnh, gồm khoảng 18 cuộn quấn quanh thiết bị. Chúng có nhiệm vụ điều chỉnh chi tiết hành vi của Plasma trong quá trình phản ứng. Dĩ nhiên, giống như đã nhắc ở tập trước, để tránh hiện tượng điện trở phát nhiệt làm cháy hỏng cuộn dây, toàn bộ hệ thống dây từ trong ITER đều phải dùng siêu dẫn, Muốn đạt được siêu dẫn, bắt buộc phải hạ nhiệt độ xuống dưới âm 200 độ C, gần chạm tới nhiệt độ thấp nhất trong vũ trụ. Ngay bên cạnh hệ thống siêu lạnh này, chính là bùng chân không, nơi plasma được duy trì. Plasma trong bùng chân không đạt nhiệt độ cao hơn lõi mặt trời gấp 20 lần. Để giữ vững cảnh trời băng đất lửa này, ở giữa hai khu vực, phải lắp đặt lớp cách nhiệt cực kỳ đặc biệt. Lớp cách nhiệt này có hai tầng, một tầng chân không, một tầng làm lạnh chủ động, bằng cách gắn các ống dẫn heli lòng vào các tấm thép không gì. Tiếp theo, bên ngoài toàn bộ hệ thống điện tử, ITER còn bọc thêm một lớp bình giữ nhiệt chân không. Đúng vậy, lần này tôi không nhầm đâu, đó là một phích nước khổng lồ, được rút hết không khí bên trong, trong kỹ thuật gọi là vỏ đu ngoài. Lớp vỏ này giúp cách ly toàn bộ thâu ca mạc, khỏi ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường bên ngoài. Ok, giờ ta tiếp tục theo hành trình từ ngoài vào trong, xuyên qua lớp cách nhiệt, tiến vào bùng chân không, nơi plasma liên tục xoay tròn với vận tốc cực lớn để plasma không chạm vào bất kỳ cấu trúc vật lý nào bên trong buồng bắt buộc phải được hút chân không tuyệt đối ngoài ra để ngăn chặn sự dò dỉ nuôi chân sinh ra trong phản ứng các bức tường buồng chân không còn được ốp thêm nhiều lớp chắn bảo vệ và tiến sâu thêm vào bên trong, chính là cái gọi là bức tường đầu tiên, lát tường trực tiếp đối mặt với phản ứng nhiệt hạch. Đây là một trong những cấu phần then chốt của thâu ca mạc, nơi rất nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ của công nghệ nhiệt hạch từ khống chế, sẽ cần được kiểm chứng trong tương lai. Đến đây, bạn đã nắm được cấu tạo cơ bản của thâu ca mạc, giờ hãy cùng xem quá trình phản ứng diễn ra như thế nào. Trước tiên, làm sao để đun nóng được lò phản ứng nhiệt hạch, muốn đạt tới nhiệt độ khủng khiếp 200 triệu độ C cho plasma, thì các phương pháp đun nấu thông thường hoàn toàn vô dụng. Anh bạn kia, các cái cục than tổ ong đó đi, gì cơ, than sạch hả, cũng không ăn thua đâu. Trong thâu ca mạc, Phương pháp làm nóng ban đầu là dựa vào ống dây trung tâm, chính là tổ hợp cuộn dây nằm trong cột trụ giữa, như đã đề cập trong video trước. Khi cấp điện, dòng điện sẽ chạy qua plasma, mà plasma lại có điện trở, có điện trở thì sẽ sinh nhiệt, nguyên lý này giống hệt như bếp điện, gọi là gia nhiệt bằng hiệu ứng ôm tuy nhiên càng gia nhiệt thì điện trở của plasma càng giảm khi điện trở giảm lượng nhiệt sinh ra cũng giảm theo và khi plasma đạt tới khoảng 20 triệu độ c phương pháp này gần như vô dụng giải pháp tiếp theo là gì bắn chung hạt trung hòa năng lượng cao trực tiếp vào bên trong hạt trung hòa vì không mang điện có thể dễ dàng xuyên qua lớp từ trường và đi vào sâu bên trong plasma trong quá trình xuyên qua chúng bị ion hóa thành plasma và đồng thời chuyển năng lượng cho plasma giúp tăng nhiệt độ nói nôm na, giống như bạn đổ thêm nước sôi vào chỗ nước ấm để ngâm chân vậy. Ngoài ra còn có một phương pháp khác là gia nhiệt bằng sóng vi ba bằng cách bắn các loại sóng điện tử khác nhau, lợi dụng hiện tượng cộng hưởng để truyền năng lượng. Ta có thể tăng tốc chuyển động của các hạt plasma, sóng này có thể gia nhiệt riêng cho ion và electron, rồi sau đó chúng va chạm, trao đổi nhiệt lẫn nhau và cả nối kênh plasma sẽ sôi ngục. Tóm lại, kết hợp giữa gia nhiệt ôm, trung hạt trung hòa và sóng điện tử, plasma trong thâu ca mạc sẽ được nung đến vài trăm triệu độ, chạm ngưỡng điều kiện bắt cháy phản ứng nhiệt hạch. Nói xong chuyện làm nóng, giờ ta quay lại quá trình phản ứng. Như đã nói ở phần trước, phản ứng nhiệt hạch giữa đutizium và chi tiêm là sự kết hợp giữa một hạt nhân đutizium và một hạt nhân chi tiêm, tạo thành một hạt nhân heli và một neutron. Hạt nhân ly thì mang điện tích dương nên rất dễ bị từ trường khống chế, nhưng chăn thì không dễ chơi như thế, thằng này không mang điện, chẳng biết phân biệt phải trái, đạo lý nó không quan tâm, mấy thứ như điện trường, từ trường, nó coi như không tồn tại, thế thì làm sao? Đơn giản thôi, lấy mặt ra đỡ đúng vậy nuôi chăn năng lượng cao sinh ra từ phản ứng nhiệt hạch sẽ phóng thẳng ra khỏi plasma cho đến giờ ta chẳng có cách nào để kiểm soát chúng chỉ có thể để cho bức tường thứ nhất trong lò thâu ca mạc làm cái khiên đỡ đạn mà thôi vì thế ở lớp trong cùng của iter tức là bức tường thứ nhất có một lớp gọi là vỏ chắn chia thành hơn 400 khối mỗi khối nặng tới 4,6 tấn chúng được lắp vào như lát gạch men bọc kín toàn bộ lớp trong cùng này nhiệm vụ chính của các viên gạch này là một Đỡ đòn từ nu chăn năng lượng cao. 2. Thu năng lượng từ nu chăn rồi chuyển hóa để dùng phát điện. Nhưng hãy nhớ rằng, năng lượng của mỗi nu chăn lên tới 14 mega electron volt, một con số cực kỳ khủng. Khi chúng đập vào các vật chất khác, chẳng hạn kim loại, sẽ hất bay nguyên tử ra khỏi vị trí, lâu dần sẽ khiến kim loại biến tính, phong rộp, giòn vỡ và cuối cùng là vô dụng. Đây chính là vấn đề lớn nhất của bức tường thứ nhất bị nu chăn bắn phá liên tục câu hỏi đặt ra vật liệu nào chịu được nu chăn năng lượng cao trong thời gian dài mà không nát không ai biết cả chúng ta cùng suy luận một chút câu trả lời có lẽ là một vật liệu vừa cứng vừa dẻo vừa đủ rắn chắc để giữ kết cấu, lại phải có khả năng tự lành, tức là sau khi bị neutron đánh bay nguyên tử vẫn có thể quay lại vị trí cũ. Hiện tại, Iter đang dùng hợp kim bê liêm cho lớp vỏ chắn, chủ yếu vì khi bị ăn mòn, nó tạo ra tạp chất nhẹ ít ảnh hưởng đến phản ứng. Còn ở phần đáy của buồng phản ứng, nơi dùng để nạp nhiên liệu, xả bụi và loại bỏ tạp chất, thì được làm bằng UFO giam vì vùng này hở từ trường là nơi bức xạ mạnh nhất trong toàn bộ bức tường thứ nhất. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là lựa chọn tối ưu. Vậy đâu mới là phương án tốt hơn, không ai biết cả, chỉ có thể trêu ai tờ vận hành, để nuôi chăn và mặt không thường tiếc, rồi từ đó mà rút ra câu trả lời. Nói xong về nu chăn, giờ quay lại về trái của phương trình, Đô ti diêm và chi tiêm, Đô ti diêm thì dễ, chứa lượng trên trái đất rất dồi dào, nếu lấy mức tiêu thụ năng lượng hiện tại mà tính, chỉ riêng lượng Đô ti diêm trong nước biển đã đủ dùng cho loài người vài trăm triệu năm. Dù trong tương lai, khi nền văn minh phát triển hơn và nhu cầu năng lượng tăng vọt, thì đô vẫn chưa thành vấn đề, nhưng chi tiêm thì lại là chuyện khác trên trái đất, gần như không có chi tiêm tự nhiên. Vậy thì phải làm sao? Các nhà khoa học phát hiện rằng khi neutron bắn vào lithium cũng sẽ xảy ra phản ứng hạt nhân. Hiện nay, lithium trên trái đất chủ yếu tồn tại dưới hai đồng vị, lithium-6 và lithium-7. Một hạt nhân lithium-6 khi bị một neutron đập vào sẽ tạo ra một hạt nhân heli, một hạt nhân tritium, đồng thời giải phóng 4,79 mega vô năng lượng. Một hạt nhân lithium-7 khi gặp neutron sẽ tạo ra một hạt nhân heli, một hạt nhân tritium, thêm một neutron, nhưng lần này lại hấp tụ 2,47 mega vô năng lượng. Nghe đến đây, bắt đầu thấy thú vị rồi đấy. Tôi đang đau đầu vì đống nu chăn năng lượng cao không biết dùng làm gì, thì bạn nói chỉ cần ném thêm ít ly thiêm vào là có thể đổi nu chăn lấy chi tiêm, biến rác thành vàng, vứt một hạt nhận lại một kho báu, thương vụ này quá hơi rồi còn gì. Nhìn vào ly thiêm 6, đây là phi vụ siêu lợi nhuận, chỉ cần một nu chăn, bạn vừa có được chi tiêm quý giá, lại còn được tặng kèm gần 5 mega electron vô năng lượng, còn lithium 7, ừ thì trông có vẻ hơi lỗ, vì nó ngốn mất 2,47 mega electron volt năng lượng. Nhưng bù lại, nó trả lại bạn một neutron mới tinh. Và nhớ nhé, neutron ban đầu có tới 14 mega electron volt năng lượng cơ mà. Bạn chỉ cần 2,47 mega electron volt thôi hả? Cầm lấy đi, tiền lẻ ấy mà, tôi còn dư chục mega electron volt nữa cơ. Số năng lượng dư đó, chủ yếu sẽ truyền cho neutron mới được tạo ra. Và neutron này có thể tiếp tục đập vào lithium, tiếp tục tạo ra nhiều trí tiêm hơn nữa. Nói cách khác. Với lithium 7, tuy phải đầu tư thêm năng lượng, nhưng đổi lại tạo được nhiều chi tiêm hơn. Một nốt có thể chạy được nhiều vòng giao dịch, đổi được nhiều suất chi tiêm. Tóm lại, chỉ cần tận dụng thông minh lượng nốt sinh ra từ phản ứng, cho chúng đi va chạm với lithium, là chúng ta có thể liên tục tạo ra chi tiêm để bù vào lượng tiêu thụ trong phản ứng đi ti. Đây chính là khái niệm tự cung tự cấp chi tiêm, hay gọi một cách chuyên môn là chu trình tự sinh chi tiêm. Để thử nghiệm vấn đề tăng sinh chi tiêm trong lò ITER, các kỹ sư đã thiết kế hai cổng xích đạo trong lớp vỏ lò để lắp đặt các TBMs gồm cổng 16 và 18, với cổng 19 có thể được sử dụng trong tương lai. Các cổng này cho phép các quốc gia thành viên triển khai các khái niệm TBM riêng nhằm thử nghiệm khả năng sinh chi tiêm và hiệu suất nhiệt trong môi trường nhiệt hạch. Theo hiệp định ITER, dữ liệu thử nghiệm TBM được chia sẻ giữa các thành viên để phục vụ mục tiêu phát triển lò nhiệt hạch thương mại. Tuy nhiên, thiết kế và công nghệ cụ thể của mỗi TBM là tài sản trí tuệ của quốc gia hoặc liên minh phát triển và việc chia sẻ chi tiết kỹ thuật có thể bị hạn chế. Mỗi cổng được chia sẻ bởi một hoặc nhiều quốc gia, với mỗi thành viên thử nghiệm khái niệm TBM riêng. Hiện tại, tổng cộng có 6 khái niệm TBM được triển khai, phân bổ cụ thể như sau: cổng số 16, Liên minh châu Âu, thử nghiệm hai công nghệ, một Double UCLL sử dụng chỉ li làm chất sinh chi tiêm và nước là chất làm mát hai SCCP sử dụng gốm li dưới dạng sỏi và heli là chất làm mát hợp tác với Hàn Quốc. Công số 18, Nhật Bản, thử nghiệm Double ccB sử dụng gốm li ti làm chất sinh chi tiêm và nước là chất làm mát Hàn Quốc. Thử nghiệm SCCB sử dụng gốm li ti và heli là chất làm mát. Công số 19 có thể sử dụng trong giai đoạn sau, Trung Quốc thử nghiệm SCCB sử dụng gốm ti và heli làm chất làm mát Ấn Độ thử nghiệm BLCB kết hợp chi ti và gốm ti với chất làm mát là heli Nga thử nghiệm SCCB sử dụng gốm Li-Ti với thiết kế riêng. Lưu ý, do kế hoạch cập nhật năm 2024, ITER hiện ưu tiên sử dụng 2 cổng 16 và 18 để thử nghiệm 4 TBM chính. Các TBM của Trung Quốc, Ấn Độ và Nga có thể được thử nghiệm trong giai đoạn sau nếu cổng 19 được kích hoạt. Hoa Kỳ không phát triển TBM riêng mà hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt phối hợp với Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Ngoài ra, Chi-Ti là chất có tính phóng xạ. Tuy mức độ thấp và chu kỳ bán giá chỉ khoảng 12 năm, nhưng vì nó tồn tại ở dạng khí, dễ dàng khuếch tán ra ngoài, nên toàn bộ phòng lò phản ứng đều được thiết kế dưới áp suất âm, tức là bên trong có áp suất thấp hơn bên ngoài, khí chỉ có thể chảy vào trong chứ không thể thoát ra ngoài. Chưa hết, một khi phản ứng đã bắt đầu, mọi hoạt động bảo trì, thay thế thiết bị đều phải dùng robot, tối đa hóa việc hạn chế con người tiếp cận. Nói đến đây, có lẽ bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhà máy điện nhiệt hạch có thực sự an toàn không? tổng thể mà nói nó an toàn hơn rất nhiều so với nhà máy điện hạt nhân sử dụng phản ứng phân hạch các sự cố dò gì phóng xạ trong nhà máy phân hạch không phải do nổ hạt nhân vì hàm lượng nhiên liệu hạt nhân trong nhà máy rất thấp không đủ để gây nổ như bom nguyên tử tai nạn xảy ra là do mất kiểm soát phản ứng nước trong lò hơi bị đun quá mức dẫn đến nổ nồi hơi Chúng ta đã nhắc ở phần 1, vấn đề lớn nhất của phân hạch là kiểm soát cường độ phản ứng, khi kiểm soát thất bại, năng lượng dư thừa quá lớn sẽ làm nổ hệ thống sinh hơi. Vì nhiên liệu phân hạch có tính phóng xạ cao, nên khi nổ và cháy lan, nó sẽ gây ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, còn nhiệt hạch thì hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải rất vất vả mới duy trì được điều kiện cho phản ứng xảy ra, một khi có sự cố, điều kiện bị phá vỡ, phản ứng lập tức tắt ngay. Vậy nên khả năng xảy ra nổ là cực kỳ thấp ngay cả trong trường hợp do gì chi ti, do chỉ phát ra bức xạ bay đà nhẹ, tức là electron, chu kỳ bán ra ngắn, nên mức độ nguy hiểm cũng nhỏ hơn rất nhiều so với nhà máy phân hạch. Vậy có nguồn năng lượng sạch hơn không? Thực ra là có. Trong tất cả các tài liệu nghiên cứu về nhiệt hạch, phương án được coi là lựa chọn tốt thứ hai chính là phản ứng diêm cộng helium 3. Phản ứng này sẽ sinh ra heli 4 cộng một pozotan, đồng thời phát ra hơn 18 mega electron vô năng lượng. Do pozotan mang điện tích, dễ dàng được từ trường kiểm soát, nên không tạo ra nu chăn bay tự do, không sinh ra chất phóng xạ, năng lượng cũng dễ dàng thu hồi, có thể nói đây là phương án nhiệt hạch lý tưởng, nhưng tại sao chúng ta không chọn? Có hai lý do lớn, một, tiết diện phản ứng quá nhỏ, phải đạt tới hơn một tỷ độ mới có thể duy trì phản ứng, hai, helium ba cực kỳ hiếm trên trái đất, muốn có đủ thì chỉ còn cách lên mặt trăng khai thác, chừng nào chưa có cách khai thác mặt trăng với chi phí thấp kế hoạch này vẫn chỉ là mơ tưởng. Ngoài ra, trên thực tế, ở nhiệt độ cao, diêm cũng có thể tự phản ứng với nhau, tạo ra nuchan. Dù chúng ta có thể giảm tỷ lệ diêm để hạn chế xác suất phản ứng kiểu này, nhưng xác suất thì vẫn tồn tại, luôn có một số diêm kết hôn cận huyết với nhau. Vì thế, phản ứng diêm cộng liêm bà cũng không hoàn toàn sạch sẽ, chỉ là so với phản ứng diêm cộng chi tiêm, lượng nuchan sinh ra ít hơn, năng lượng nhỏ hơn, nên việc bảo vệ cũng dễ dàng hơn mà thôi. Được rồi, về phần thâu ca mạc, Ta tạm kết thúc ở đây, còn lại 2 phút cuối, chúng ta cùng lấp nốt cái hố mang tên Sertellar nhé. Về ràng buộc từ trường, trước khi các nhà khoa học Liên Xô đề xuất ý tưởng thâu ca mạc, các nhà khoa học Mỹ cũng đã nghĩ ra một phương án khác gọi là dây đờ. Nếu như người Liên Xô đi theo phong cách trực tiếp, đơn giản, thô bạo, thêm một cuộn dây cho dòng điện trong plasma tự vạn xoắn từ trường thành hình bím tóc, thì người Mỹ lại nghĩ tại sao không bố trí các nam châm điện thật khéo léo để tư trường tự xoắn lại luôn kết quả là tất cả các thiết kế sờ telesizer mà bạn thấy đều là một đống cuộn dây uốn lượn vặn xoắn với các tư thế khó tả nói trắng ra công nghệ sờ telesizer chính là nghệ thuật vặn bình tóc kiểu hoa mỹ nhưng phải vặn một cách cực kỳ chính xác để tạo ra một từ trường kín hoàn chỉnh, vấn đề là thiết kế yêu cầu trình độ mô phỏng và tính toán cực cao, chế tạo thì đòi hỏi kỹ năng và độ chính xác ở mức biến thái, chỉ cần một sai số rất nhỏ trong các đường sức tử, khả năng rằng buộc plasma sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Đến mức mà từ khi ý tưởng sở te dây được đưa ra cho tới những năm 1960 chỉ trong hơn chục năm tâm lý của người Mỹ đã sụp đổ hoàn toàn họ thẳng tay thảo dỡ tất cả các thiết bị sở te dây rồi dồn toàn bộ sức lực chuyển sang phát triển thâu ca mạc chỉ còn châu Âu và Nhật Bản là vẫn kiên trì bám trụ với lựa chọn đó suốt mấy chục năm trời mai đến nhiều thập kỷ sau người Mỹ mới ngộ ra không phải ý tưởng sở te dây sai mà là vì thiết kế thời đó chưa đủ chính xác thế là họ lại quay lại làm sở te dây lần nữa nhờ vào sự tiến bộ của công nghệ mô phòng tính toán và những cấu hình từ trường mới được đề xuất sau teo bắt đầu bước vào thời kỳ phát triển mạnh một số mô hình nổi tiếng có thể kể đến như double ách của Đức LSD của Nhật Bản hết của Mỹ vậy tại sao khi đã có một thiết kế đi thẳng tuột như thâu ca mạc con người còn phải mất công nghiên cứu đường cong ngắt léo của sở te Lý do là vì so với thâu ca mạc sở teo có rất nhiều ưu điểm thứ nhất từ trường ổn định vượt trội vì từ trường xoắn ốc của sở Taylor dây đờ dựa vào các cuộn dây bên ngoài không phụ thuộc vào dòng điện bất ổn trong plasma nên không có nguy cơ bất ngờ sụp đổ điều này cho phép vận hành ổn định trong thời gian dài Thứ hai, mật độ từ trường cực hạn của Sir taylor Jader lớn hơn thâu ca mạc rất nhiều, điều đó mở ra khả năng xây dựng các thiết bị nhiệt hạch nhỏ gọn hơn trong tương lai. Vì thế, khi công nghệ mô phỏng và khả năng chế tạo tiếp tục tiến bộ, các bài toán siêu khó trong thiết kế Sir taylor Jader có thể được giải quyết và biết đâu được, trong tương lai, nó sẽ lật đổ thâu ca mạc, trở thành vua mới trong lĩnh vực nhiệt hạch bằng ràng buộc từ trường. Vậy là phần 3 đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Làm video dài không hề dễ dàng, nên nếu thấy hay, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để mình tiếp tục. Nếu muốn, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua QR code trên màn hình. Mình rất trân trọng.